Xin chào các bạn, nếu như các bạn lần đầu tiên xem video trên mình chia sẻ trên kênh thì mọi người hãy cho mình một like nữa cái kênh để ủng hộ mình nhé. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án Aerod đến từ HPS. Tham gia dự án Aerod này thì mọi người cần vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đó hoàn thành các nhiệm vụ trên tay đam của cho mình nhé. Ở đây mọi người bấm start cho mình. Ok, sau đó nhập mã cấp cao đây cho mình nhé. Sai mã cấp ra, mình sẽ nhập lại nhé. Ok, bây giờ bấm vào con tin. Rồi, ra vào kênh group và kênh channel dự án. Bấm tham gia kênh này, sau đó chat cho mình từ đây. Ok. Quay trở lại, ra vào kênh channel dự án. Bấm tham gia kênh. Ok, dự án này phô giờ thưởng khá là kinh mọi người, 17 triệu token HPS mọi người nhé. Ok, quay trở lại này, tiếp tục bấm submit data. Ở đây mọi người đã join vào kênh Telegram chưa? Join rồi sẽ bấm don. Tiếp theo mọi người follow kênh Twitter. Ở đây bấm theo dõi kênh Twitter cho mình nhé. Sau đó kéo xuống dưới bài đăng, mọi người like và retweet lại bài đăng này. Ok, rồi quay trở lại Aerod. Ở đây mọi người sẽ copy profile link kênh Twitter của mọi người nhé, sau đấy gửi vào đây cho mình. Ok, tiếp theo là follow kênh Reddit, sau đấy gửi username kênh Reddit của mọi người vào đây cho mình. Ở đây bấm theo dõi kênh Reddit này. Ok, sau đây bấm vào 3 gạch ở đây. Tiếp tục bấm vào avatar này. Bấm avatar. Sau đây mà copy cái username kênh Reddit của mọi người đây nhá. Ok, sau đó gửi vào Telegram. Rồi, join vào kênh liên kết, sau đây bấm don. Follow, like, retweet là cái liên kết, sau đây bấm yes cho mình. Ở đây tìm đến bài đăng của dự án. Đây, bài đăng của dự án đây mọi người nhá. Like, retweet là cái liên kết. Ok, quay trở lại Telegram. Bấm vào yes. Địa chỉ ví thì mọi người sẽ dùng địa chỉ ví mạng Matic Polygon ở trên ví Trustwallet hoặc là ví MetaMask nhé. Ở đây mọi người có thể vào ví Trustwallet cũng được mà ví MetaMask cũng được nhé. Vào ví Trust thì mọi người sẽ bật cho mình chữ Polygon, còn vào ví MetaMask thì mọi người cần phải tích hợp ví MetaMask, tích hợp mạng Polygon trên ví MetaMask nhé. Video hướng dẫn tích hợp mạng Polygon Matic mình sẽ để dưới phần mô tả để cho những anh em người mới chưa bao giờ tích hợp mạng Polygon Matic để anh em xem lại và tích hợp mạng Matic Polygon trên ví MetaMask nhé. Sau khi tích hợp mạng Polygon Matic ở đây rồi thì mọi người sao chép địa chỉ ví cho mình ở trên ví trớt đấy, ví MetaMask đấy. Sau đây mọi người gửi địa chỉ ví vào đây cho mình. Ok, lập tức mọi người sẽ có một cái link để mọi người chia sẻ bạn bè người thân để tham gia dự án Aerod này. Bấm Static để chơi số dư nhé. Dự án này thì sẽ có 2.000 suất may mắn, mỗi người sẽ nhận được 7.000 token HPS đúng không ạ? Cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.